trung học cơ sở Tâm Quan ngày càng vững mạnh. 2016-2017. Ngày 13 tháng 9 năm 1958, Bác Hồ có bài nói quan trọng về nhiệm vụ của những người thầy giáo và với sự nghiệp giáo dục đào tạo. Bác căn dặn cố gắng triển khai đồng bộ các giải pháp để tiếp tục đổi mới tinh thần, phẩm chất, năng lực của người lao động. Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày khai trường ngày 5 tháng 9 2016, một trời đỏ bước vào bậc trung học cơ sở tại mái trường thị trấn Tâm Quan. Chúc các em thầy Hà Hồng Phong, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường, trưởng ban tổ chức của trường trung học cơ sở Tâm Quan. Thì trong cái năm học 2000 nữa, một, chấp hành nghiêm các quy định của ban tổ chức giải, điều lệ thi đấu; hai, điều hành giải đúng luật thi đấu hiện hành; ba, điều hành giải với tinh thần công minh, trong sáng, vô tư và trung thực. Xin thề. Động viên, bạn động viên trường lớp 9A3, em xin phép đại diện lớp cho đồng thể. Và để chúng ta cho tràng vỗ tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.